Bộ phim kể về thiên tài lừa đảo, từ cô gái nghèo khố rách áo ôm, nhưng có thể lừa đảo hàng nghìn người chót lọt một cách ngoạn mục. Cô ta chẳng có đến một xu dính túi, nhưng lại giả danh là rich kid siêu giàu. Vậy làm sao để không tiêu một đồng nào mà vẫn có thể gia nhập xã hội thượng lưu? Mọi người xem thủ đoạn của cô ta này. Đầu tiên cô ta chạy đến triển lãm tranh lớn nhất ở New York. Sau đó, cố ý nói về nghệ thuật trước mặt người phụ nữ giàu có. Khi bà ta định mua bức tranh trước mặt, thì cô lại bày ra bộ mặt khó coi. Cô nói thực ra bà biết không, thứ đáng tiền nhất ở đây là bức ảnh tĩnh phía sau. Bà ta cảm thấy rất nực cười. Ai lại bỏ ra cả triệu đô la mua một bức ảnh tầm thường vậy? Nhưng những gì mà Anna nói đều là những kiến thức chuyên môn đỉnh cao, khiến quý bà nhà già giàu đã cho rằng Anna là nhân viên phòng tranh. Anna không quan tâm mà nói, tôi từ trước tới nay chưa từng làm việc, bởi vì cô muốn cái gì thì bố sẽ giúp tôi mua cái đó. Chỉ một cuộc nói chuyện ngắn ngủi, hình tượng một người phụ nữ kiêu hãnh và thời trang, một thiên kim đại tiểu thư cứ như vậy mà được dựng lên. Anna thành công gia nhập vào giới thượng lưu. Dựa vào cái mặt đại tiểu thư cùng với hình tượng bà cóc cần tiền, cô đã kết giao với một doanh nhân trẻ hết nước chấm. Quen biết còn chưa được một tuần, hai người đã ABC. Cũng từ đó, cô bắt đầu đi du lịch khắp thế giới. Dấu chân của cô có mặt ở khắp nơi, từ sân đến Berlin đến Paris. Mỗi một mà họ đến đều trở thành địa điểm check nổi tiếng. Anna rất thích ở các khách sạn khác nhau, nên Jay đã cùng cô đi check-in tất cả khách sạn trên thế giới. Bọn họ cùng đến bữa tiệc thực trên thuyền của quý bà. Jay cố gắng bán ứng dụng ghi lại ước mơ cho những doanh nhân khác, nhưng những doanh nhân khác đều cảm thấy bán hàng. Trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi rất mất giá, thấy bạn trai bị từ chối, Anna biết đã đến lúc mình phải ra tay. Cô chỉ nói ba câu đã khiến một doanh nhân lớn ở New York tiêu 10 triệu đô la cho cô. Nhưng bạn tuyệt đối không nghĩ ra được cô ta đã làm như thế nào. Thấy ông doanh nhân đó không đầu tư cho ứng dụng của bạn trai, Anna bình tĩnh đứng dậy, vừa mở miệng đã mạo phạm, chửi ông ta. Ông thực sự chẳng biết cái quái gì. Ông ta nói, ông ta chỉ biết tuân theo quy tắc. Ông doanh nhân lần đầu tiên bị nói như vậy, lập tức có hứng với Anna. Nhân cơ hội đó Anna nói đến lịch sử phát triển của Facebook. Năm đó, khi cô thuyết phục bố đầu tư vào Facebook, thì bố cô lại cảm thấy thật ngu ngốc. Nhưng sau đó Facebook đã phát triển rất mạnh mẽ. Bố cô cứ vậy mà bỏ lỡ thương vụ bạc tỷ. Biểu cảm của Anna rất chân thực, giống như cô thật sự có một ông bố siêu giàu. Vậy mà thu hút sự chú ý của ông doanh nhân này. Nhưng đây mới là bước đầu tiên. Những thứ mà Anna làm tiếp sau đây mới khiến ông doanh nhân hoàn toàn bị thu phục. Cô nói với ông ta ứng dụng ghi lại ước mơ của bạn trai cô có thể thu thập dữ liệu về ước mơ của người dùng, từ đó phân tích tâm lý của người dùng. Bọn họ có thể bán những dữ liệu đó cho những công ty khác và nhất định sẽ thu được một khoản lớn. Lời nói hùng hồn của Anna đã nhận được lời khen ngợi của ông ta. Coi như cô giỏi. Như vậy, Anna đã kéo được vốn đầu tư cho bạn trai. Người cô tỏa ra một nguồn năng lượng rất lớn, giống như một bông hoa đang nở rực rỡ vậy. Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng Anna không biết thế nào là đủ. Mấy ngày sau, bữa tiệc đã kết thúc từ lâu, nhưng cô và bạn trai vẫn ở trên tàu của quý bà chơi đùa, thậm chí còn yêu cầu nhân viên của bà ta phục vụ như khách VIP. Điều này khiến quý bà đã mời cô rất khó chịu. Bà đã gọi điện chửi thẳng mặt Anna, làm gì có vị khách của khách trơ trẽn như cô. Hành vi đó quá là tồi tệ, bà ta cảm thấy rất mất mặt. Bà ta nghĩ gia đình Anna là một gia đình giàu có, thì sẽ được giáo dưỡng từ nhỏ, sẽ không làm những chuyện thấp kém như vậy. Nhất định là bạn trai của Anna đang muốn lợi dụng cô. Nhưng sau khi chuyện này xảy ra, cho dù là Anna hay bạn trai của Anna đều không hề xin lỗi bà một câu. Người cứ như vậy mà cắt đứt mối quan hệ với nhau. Sau khi rời khỏi du thuyền, Anna và bạn trai trở về Paris. Hai người bắt đầu tranh cãi kịch liệt. Anna trách bạn trai đã hủy đi mối quan hệ giữa cô và quý bà, khiến cô bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Cô còn nói bạn trai ở bên cô chính là vì tiền của cô. Jay rất tức giận. Từ trước tới nay, từ khoản lớn đến khoản bé đều là do anh bỏ tiền ra. Thậm chí đến chai nước, Anna cũng chưa từng mua. Hai người cãi nhau một trận lớn rồi chia tay trước cổng tuần lễ thời trang. Buổi tối, Anna đã cùng với một nhà thiết kế thời trang hẹn hò. Sáng sớm hôm sau, Jay gọi điện cho nhà thiết kế, mong anh giúp anh ta xem hộ chiếu của Anna. Bởi vì anh ta luôn cảm thấy thân phận của Anna là giả. Nhà thiết kế cảm thấy chuyện cười, ai mà không biết là một rich kid. Cho đến khi quản lý của khách sạn chặn hai người lại, quản lý yêu cầu Anna lập tức thanh toán phí nhận phòng. Anna lúc này mới lộ ra vẻ mặt khó khăn. Cô ngồi ở cầu thang khách sạn không ngừng giải thích, xin lỗi, bố tôi vô dụng quá. Ông ấy chấp tiền của tôi rồi, tôi sẽ trả tiền. Không ai biết rằng Anna đến đại học còn chưa học, lại được một nhóm doanh nhân nổi tiếng vây quanh. Bình thường, cô luôn nói dối về những thương vụ bạc tỷ của cha mình, cả khoản tài sản thừa kế khổng lồ của cô ta nữa, căn bản không tồn tại. Nhưng lúc thật sự phải trả tiền thì nói cái gì cũng là vô ích. Khách sạn mà cô ở là khách sạn đắt nhất thành phố, cho dù có cả sạch thẻ của cô cũng không đủ trả tiền phòng. Cuối cùng vẫn là bạn trai cũ mới chia tay hôm qua của cô đến trả tiền. Nhà thiết kế từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy bộ dạng Anna như vậy. Một người bình thường vốn rất sắc bén như anh có chút sụp đổ, nghĩ thế nào cũng thấy rất khả nghi. Trong lúc nhận hành lý, anh ta đã lén xem hộ chiếu của Anna và phát hiện họ của Anna không phải cái họ hoàng gia mà bình thường cô hay nói. Thực tế họ của cô là họ tầm thường ở nước Anh. Anh ta đã nói chuyện này cho Jay, nhưng Jay lại lựa chọn làm hòa với Anna.
Không những thế, anh ta còn đưa thẻ của mình cho cô tiêu xài. Cầm tấm thẻ đó, Anna xách chiến lợi phẩm của mình về. Nhìn bóng hình trong gương, cô có chút không nhận ra bản thân. Sau khi về khách sạn, Jay hỏi thân phận thật của cô. Anna lập tức trở nên tức giận. Để che giấu đi sự hoảng loạn trong lòng, cô còn nói đến ý tưởng của mình. Cô nói bản thân đang xây dựng một câu lạc bộ cho những nhà nghệ thuật nổi tiếng và giao lưu. Cô muốn dùng thực lực để chứng minh bản thân. Cô không dùng thân phận thật, chỉ vì cô không muốn người khác cho rằng cô là một người chỉ dựa vào bố. Lời nói vô lý như vậy mà qua cái miệng của Anna thành hợp lý. Jay không có cách nào từ bỏ Anna. Một cô gái xinh đẹp, thông minh như cô, còn một thân cao quý, còn có một tài sản thừa kế khổng lồ. Chỉ cần đợi cô 25 tuổi, cô không cần nỗ lực cũng có thể đi tới đỉnh cao của đời người. Anna hiểu rõ thân phận giả của bản thân. Cái gì mà xuất thân từ một gia đình cao quý, quỹ tín thác khổng lồ gì đó, đều là do cô biên soạn ra. Còn cô cũng không ngờ Jay chỉ vì muốn đợi khi cô 25 tuổi, lợi dụng khoản tính cách đó của cô để vươn lên giới thượng lưu. Nhưng nếu Anna vẫn muốn duy trì cuộc sống của một rich kid, thì cô chỉ có thể phụ thuộc vào Jay để đi nói dối. Công bằng mà nói, ngoại trừ việc không có tiền thật sự, cô giỏi 7 thứ tiếng từ Anh, Pháp, Đức, Hoa, Tây Ban Nha. Cô rất có bản lĩnh, còn là một thiên tài toán học và kinh doanh. Dựa vào tài hoa và năng lực của mình, cô đã lừa được rất nhiều người giàu, thậm chí chi nhiều tiền cho cô mà không hề do dự. Nhưng cô không hề cảm thấy đủ, bởi vì cô muốn thành lập một thế giới nhỏ sang trọng và quý phái, sau đó kéo những người có tiền trở thành hội viên của cô. Như vậy, cô có thể đứng ở đỉnh của chóp rồi. Một giấc mơ thực sự lớn lao quá đi. Nhưng muốn làm được điều đó, cô cần có một số tiền khổng lồ. Nhưng bản thân cô đến tiền phòng ở một đêm trong khách sạn cũng không có mà trả. Việc thành lập câu lạc bộ phụ thuộc phần lớn vào độ nổi tiếng của người thành lập, mà danh tiếng của Anna còn không cả so bì được với thánh nữ đấy chứ. Anna Baker là ai? Sao tôi phải quan tâm cô ta? Có thể thấy sự nghiệp của Anna mới bắt đầu đã không thuận lợi, mà bạn trai cô, dưới sự giúp đỡ của phu nhân No, đã có thể nhẹ nhàng kiếm được khoản đầu tư. Điều đó khiến Anna tức giận vô cùng. Cô muốn lợi dụng danh tiếng của phu nhân No để thành lập quỹ tài trợ, nhưng cô đã xem nhẹ những người giàu rồi. Người ta bảo người giàu thường có sỏi trong đầu mà. Cô cố ý đứng trước bức tranh mà phu nhân No bán đấu giá, nói những kiến thức về nghệ thuật mà cô biết với bà. Sau đó lấy được cơ hội cùng bà L đi dạo phố, mà những người bình thường đi uống trà cùng No đều là những người nằm trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất. Cô muốn dùng khẩu hiệu phụ nữ giúp phụ nữ để thuyết phục No gia nhập quỹ tài trợ, nhưng cô chỉ vừa mới mở mồm nói, No đã đáp lại một cách hờ hững, sau đó vào vấp cô qua một bên chuyên tâm vào việc chọn quần áo. Mà bạn trai cô, người duy nhất cô có thể hy vọng, lại nói anh ta phải đi Berlin diễn thuyết, anh ta còn không định đưa cô đi. Anna bắt đầu sốt ruột, cô hỏi vậy ai sẽ giúp cô xử lý quỹ đầu tư. Bạn trai hứa sẽ giúp cô vay, thứ mà Anna thiếu nhất chính là tiền. Nếu như thứ em cần là tiền thì em đến chỗ bố lấy là được. Thứ em cần là thứ thuộc về bản thân mình. Sau khi bạn trai rời đi, Anna chỉ có thể ôm chân bà No tham gia bữa tiệc của giới thượng lưu. Nhưng dù sao cô vẫn là một người ngoài ngồi ở một góc, không ai thèm để ý đến cô. Thậm chí cô còn bị sai vặt đi lấy đồ ăn mà bà đã đặt trong bữa tiệc. Cô vô tình biết được buổi diễn thuyết của bạn trai ở Berlin đã bị hủy. Nhìn trang mạng xã hội của bạn trai, những bức ảnh, phong cảnh và đồ ăn đã được đăng trong hai ngày gần đó. Anna vô cùng tức giận, bạn trai cũng không nhận cuộc gọi video của Anna. Sau khi lời nói dối bị phơi bày, anh ta đã ngắt điện thoại của cô. Tối đó, Anna đã gọi hơn 10 cuộc điện thoại, nhưng bên đó không có ai nghe máy. Hôm sau, Anna tìm đến công ty của bạn trai. Một người viên đi lừa người khác, nhưng kẻ cướp đã gặp bà già. Inventing Anna dựa trên chuyện có thật về Anna Sorokin, nổi tiếng với hàng loạt phi vụ lừa đảo ở New York, Mỹ. Nhờ tài ăn nói, cô khiến nhiều người giàu tin mình là con gái một gia đình giàu có ở Đức, sở hữu khoản thừa kế kếch xù. Sau đó, Anna vay tiền của bạn bè mới quen để thanh toán các khoản phí ăn chơi đắt đỏ. Cô cũng thuyết phục thành công nhiều ngân hàng đầu tư hàng chục triệu đô la Mỹ cho dự án khởi nghiệp của bản thân. Năm 2017, Anna bị bắt, lĩnh án tù và được thả hồi tháng 2 năm 2021. Cô cũng tham gia dự án phim trong vai trò cố vấn nội dung. Các bạn học được gì từ Anna? Hãy comment ở dưới nhé!